xanh của máng nguồn này là em làm toàn là bộ bằng inox. Những cái tiêu cảnh khác là người ta nhựa là người ta xài những cái đánh thao luôn, còn em là em chẻ sàn ra giống như tiêu cảnh nóng trang em người, cho nó bớt bị gò bó cứng cáp của cái bộ tiêu cảnh lên. Nhìn sơ thì mọi người cứ tưởng là che chút thôi, nhưng mà xác lại mới biết là bộ nhựa em người. Bên đây là em thiết kế cái dít nước mà có cái lớp B lên á, thì nó nước sẽ ra mạnh, mà xuống á nước thì nó rất yếu. Đây, trong đây có cái dít nước, trong này có cái lớp B. Còn anh em nào mà muốn làm theo thì mình có những cái video mà chỉ từng động tác, từng cơ thể con người, chân tay hoặc là bộ gõ hoặc là dít nước như thế này.